phượng bạc hồng nhan, lầm than kêu thâu trời xanh. Muôn dặm đường xa, nắng mưa xoa tàn bóng hồng. Nuôi một đàn con qua mây xuân xanh. Vì đời con thiết gì mẹ ơi, con ơi à ơi ru hời, ru con mẹ đưa cuộc đời. Nụ cười con như ánh sao muôn màu. Con ơi lời ru ngọt ngào cho con tuổi thơ êm đềm. Và ngày sau có biết nó cờ bạc hay không? Dạ em biết chứ. Biết mà sao không cản nó? Vậy em không cản anh được. Căn nhà của ba má anh ở ngoài phố anh cũng bán hết để lao theo cờ bạc. Bây giờ chỉ còn miếng đất này. Tháng trước tụi xã hội đen Campuchia có qua đây đòi tiền chuộc mà em đâu có tiền đâu chị Tư. Rồi họ có tìm thấy nó không? Dạ không. Chỉ biết là anh có ý định bỏ trốn nên bị tụi nó truy sát. Bây giờ không biết tung tích gì hết. Có người họ nói anh bị chém chết, nhưng chưa tìm được xác của anh thì em vẫn còn hy vọng. Em à, tội hai mẹ con em quá. Bây giờ em tính thì sao?
Hôm nay tôi nó định qua đây để lấy luôn miếng đất này để trừ nợ. Nên em định đưa thằng An về quê em ở Vĩnh Long để tìm cách sinh sống, rồi tính sao chị Tư? Trời, còn miếng đây rồi. Con là ai mà kêu cô Tư vậy? Dạ, con là Diệu. Con có ông Hai Cày nè cô. Ủa, con Diệu đây hả? Dạ. Ủa, chồng con đâu mà hai mẹ con đi lang thang vậy? Dạ, chồng con chơi bài bạc ở bên Campuchia, thiếu nợ quá, nghe đâu bị giết ở bên đó. Con có qua tìm mà không có thấy xác. Coi như anh mất tích rồi cô Tư. Trời ơi, cái gì mà ghê vậy? Rồi bây giờ con tính đi đâu? Con định ghé cô Tư mua ít trái cây ra thăm mộ ba má, rồi kiếm việc ở đây làm để nuôi con. Ờ, thôi để cô Tư lấy trái cây cho. Cái này cô không lấy tiền, con đem ra cúng mộ cho ba con đi. Dạ, con cảm ơn cô Tư. Không có gì đâu con. Con chào bà đi con. Dạ, dạ con chào bà. À, cô Tư ơi. Ừ? Tối nay mẹ con xin ngủ lại đây được không cô? Được con. Cô bán cả ngày ở đây á, rồi chiều cô về bên kia kìa. Hai mẹ con á, cứ ngủ đây đi. Con cảm ơn cô Tư nhiều lắm. Dạ. Con cảm ơn bà. Ừ. Con nó tên An đó cô. Nó được 10 tuổi rồi cô. À, con của con lớn vậy hả? Dạ. Chào bà đi con. Dạ. Chào bà con đi. Con đi nha cô Tư. Ờ, hai mẹ con đi. Đi con. Dạ. Đi ra mộ hết nào. Ừ. Về đây tạ tội với ba má. Từ ngày ba má bỏ con ở lại trên cõi đời ô trọc này, con bơ vơ, con cô đơn, con lẻ loi không nơi nương tựa. Phận gái con phải tìm cuộc sống cho riêng mình. Ngỡ rằng con sẽ được hưởng trọn vẹn hạnh phúc
Nhưng không ngờ mọi thứ không như mình mơ ước. Một lần nữa con lại phải đối mặt với sự trống trải vô tận. Ba má ơi, con đem thằng An, cháu ngoại của ba má, tới ra mắt ba má nè. An, lại đây, con quỳ xuống lại ông bà ngoại đi con. Dạ. Ba má sống khôn thác thiệt, hãy phù hộ cho mẹ con vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, giúp con có đủ bản lĩnh để nuôi dạy con của con thành người tốt. Hãy bảo vệ con của con, vì đây là lẽ sống duy nhất con còn lại giữa đời này nha ba má. Để mẹ qua đây mua xôi cho con ăn nha. Dạ. Chị ơi, cho em hỏi bao nhiêu một gói xôi vậy chị? 500 mà em. Chị lấy cho em một gói nha. Chị còn hai gói em lấy hết luôn nha. Dạ thôi, lấy cho em một gói thôi chị. Ừ. Em không có ăn đậu phộng nha chị. Ủa con ăn đậu phộng hả em? Dạ, con em không ăn được đậu phộng. Của em nè. Dạ, cảm ơn chị. Con ăn đi. Mẹ không ăn hả? Mẹ không có đói, con ăn đi. Mẹ gạt con đúng không? Qua giờ con có thấy mẹ ăn gì đâu. Mẹ không ăn chung con, con không ăn đâu. Thôi được rồi, mẹ ăn chung với con. Con một miếng, mẹ một miếng, chịu chưa? Dạ chịu. Mẹ ăn nha. Ừ, xôi ngon lắm. Con ăn đi. Dạ. Hai mẹ con em ở xứ khác tới hả? Dạ, em ở Cà Mau mới lên. Mấy bữa nay đi tùm lum kiếm việc làm mà không có ai thuê hết. Thì đúng rồi, thuê mướn lâu dài là người ta có người quen giới thiệu hết rồi. Chứ đâu có ai mà mướn người lạ đâu em. Không mấy để chị chỉ cho em nè. Bây giờ em đi xuống dưới, ở phía cuối chợ kìa. Ở dưới đó người ta thuê mấy cái người mà khiêng hàng á nhiều lắm đó. Thiệt hả chị? Ừ. Dạ em làm nổi mà. Em cảm ơn chị nhiều nha. Không có gì đâu em. Đi con. Dạ. Dạ chú ơi, chú có cần người phụ giúp không? Cho con làm với. Công việc ở đây nặng lắm, con làm không nổi đâu con. Dạ con làm nổi mà. Công việc thì nặng mà chú trả tiền công không được bao nhiêu đâu con. Dạ không sao đâu chú, chú trả con bao nhiêu cũng được. Để con làm thử chú coi nha. Ừ, vậy thì con cứ làm đi. Con làm được bao nhiêu thì chú trả tiền cho con bấy nhiêu. Dạ con cảm ơn chú. Mẹ đến phụ mẹ nha. Thôi được rồi, nặng lắm, con cứ đứng ở ngoài chơi đi ha. Nhưng mà... Thôi được rồi. Dạ. Con qua đây phụ với ông. Ừ.
ngày nay mắc gì mà không có khách vậy ta? Ế quá trời Tám ơi. Mày không lo phụ tao quét dọn đi, ngồi đó mày nói hoài à. Ăn hết nửa mịt bắp rồi mà chưa có ai vô ăn hết á. Quá gì mà ế như cái chùa Bà Đanh vậy đó. Nhìn thấy chán hả? Ế là mày đó, tại mày mới ế đó. Gì đây con? Mày ngồi coi cái tướng mày ăn sang quá mà khách nào dám vô. Coi nè. Đó đó, coi cái con này. Đó, nó con gái mà nó ngồi nó ăn vậy coi có ai dám vô. Ê, cái quán có hai người à. Một mình tao làm mày ngồi mày ăn mày thấy được không? Được hết á. Trời đất ơi, coi cái con này. Mày còn nói gì nữa hả mày? Vậy Tám ngồi nghỉ đi, có khách đâu. Rồi đây nè nè nè, quạt cho con nè nha, giỏi nha. Thôi ngoan ngoan nè, nội thư. Trời ơi, lại đây bà ổng ha. Lại đây con qua ba. Lại đây. Nó khát sữa đó. Gì? Đi học về có thư bà nội chưa? Thì bà nói không? Đứng lên thư bà nội mới đi học về. Thư nội con mới đi học về. Sao gấp bà khóc vậy hả? Đừng đợi con lại đây. Chắc là nó khát sữa đó. Để con Sáu nó đang pha sữa trỏng. Lẹ lên Sáu ơi, xong chưa? Dạ, sắp xong rồi bà. Má nè, Tuyết đâu rồi má? Ủa? Má tưởng nó ra quán phở chứ. Nó nói với má là nó ra quán phở mà. Làm gì có ra quán phở. Chắc là đi đâu đó với bạn bè rồi. Cái con này. Con gái qua nha con. Xong chưa con ơi? Dạ xong rồi bà. Rồi, có sữa ra rồi, có sữa ra rồi. Cho em muốn đi. Em muốn sữa đi nè. Muốn sữa nè. Rồi đó. Nè, qua nha con. Rồi. Nè. Bé Phương nó cũng dễ, chịu uống sữa bình. Chứ nhỏ cháu nhà con á, chịu uống mỗi sữa mẹ. Con mới dọn cơm, cậu có ăn bây giờ luôn chưa? Dọn lên cho bà với mấy em ăn đi. Đợi tôi ngủ tí, rồi lát lên quán tôi ăn luôn. Dạ dạ. Con ẵm em vô phòng cho nó bú đi. Dạ. Nội, con vô chơi với em Phương nha. Giỏi. Đây nè. Dạ, cảm ơn nội. Người ta mẹ mất sữa mới phải bú bình. Còn con nhỏ này, mẹ có sữa mà vẫn phải bú bình. Con Tuyết lúc này cứ đi chơi hoài hả? Nói nó rồi, dạ dạ rồi cũng đâu vô đó à. Nó là vợ của con á, con nói nó đi. Má nói hoài á, rồi mang tiếng là mẹ chồng nhiều chuyện. Cô muốn đi đâu á, con cũng đâu có cản được. Thì chính vì con không cản cho nên nó mới đi. Con đừng có suốt ngày ở quán phở được không? Má nói lạ mà. Quán phở bao nhiêu công việc. Nếu con không ở quán phở thì ai giải quyết công việc? Con đừng có nói là má không hiểu con nha. Bây giờ hai đứa đã có ba mặt con rồi, con nên dành trọn tình cảm vợ chồng cho nó đi. Vậy mới vun đắp hạnh phúc gia đình được chứ. Vợ chồng đến giờ, thực sự con chưa biết cảm giác đó ra sao nữa. Trừ khi mà thôi, má muốn con làm tròn chữ hiếu, cưới Tuyết, sanh con đẻ cháu nó vội á. Con đã hoàn thành rồi. Có nhiều chuyện phải xuất phát từ tình cảm thực sự, chứ gượng ép giả tạo lắm má à. Con hơi mệt, con vô phòng nằm nghỉ một chút. Con cất máy điện tử xuống vô ăn cơm không kịp. Bà nói cất máy điện tử xuống vô ăn cơm, có nghe không? Cất máy điện tử vô ăn cơm. Cái thằng này. Thôi. À.
Từ từ lặt. Ế quá mà Tám ơi. Cái gì mà than thở dữ vậy? Có anh Phúc ở đây mở hàng là khách tới nườm nượp đó. Cho một tô phở đặc biệt luôn. Ngồi đi, ngồi đi. Anh Phong, cho anh Phúc tô phở đặc biệt nha. Uống miếng nước đi nè. Sao có từng nay không thấy anh ghé vậy? Ta tình con đi, có anh Phúc tới là bán đắt hả? Mày nói gì kỳ vậy? Con hỏi Tám nè, Phong là gì? Phong là gió. Đó, có gió là có Phúc là có gió. Ủa tao thấy đâu có ăn nhầm gì nhau đâu. Sao không? Tám không nghe ông bà người ta nói hả? Sao? Nam vô tửu như kỳ vô phong, đúng không? Có nghĩa là đàn ông mà không uống rượu là sẽ không có gió, mà không có gió thì sẽ không có con, mà không có con cái là coi như không có phúc. Vậy có phải là không có gió là không có phúc không? Ê, cái văn chương mày nó ngộ quá ha. Nói cái gì vòng vòng không hiểu luôn á. Đây nè, văn chương thì ở đây một bụng như cái thùng nước lèo bên kia vậy đó. Không xài, để đâu cho hết, đúng không? Thì đó, phải chi nói cái bụng trình ình đi rồi hiểu liền. Bày đặt dòng do tâm quốc. Anh, anh nói như vậy á, người ta tưởng em có thai với anh đó. Người ta nói bụng em trình ình. Ghê, ai mà có thai với cô không biết nữa. Nghe nè, tới thăm em phải hôn. Nhớ em phải hôn. À, bây giờ á, anh cũng bận dữ lắm. Người ta kêu chở hàng á, anh không kịp thở luôn. Bữa nay á, là anh tranh thủ qua thăm dì Tám với thăm em luôn đó. Trời ơi, Phật. Trời ơi. Nghe nói tới thăm, ốc ác nổi từng cục hết trơn á. Tám, Tám đừng có chảnh. Tám là thuộc diện ăn theo thôi. Ở đây không lẽ ảnh nói nhớ mình con để Tám tuổi thân, hiểu không? Đâu có. Anh nhớ á, là phải nhớ đều. Thăm á, là phải thăm đều hết, hiểu không? Thăm mình để Tám phân bì sao? Thăm hai người luôn. Đúng không Tám? Cảm ơn à. Chứ không phải cậu hết tiền, cậu qua đây cậu ăn phở thiếu. Trời ơi, giọng dữ như mẹ ghẻ vậy đó. Sao mẹ ghẻ? Nói không đúng sao? Nó phải khen chứ. Sinh con ra là cha mẹ, mà hiểu được con chỉ có dì Tám thôi đó Tám. Đúng luôn. Đúng luôn. Ăn đi cho nóng. Cậu đó chắc là thua hết tiền ăn cơm rồi đúng không? Lớn rồi, lo tập trung mà làm ăn. Cứ ý vô anh á, sao mà được? Ê, em chạy xe không kịp thở, chứ đâu phải ở không đâu. Lâu lâu á là đổi không khí, giải trí chút xíu thôi. Mà đó giờ á, em toàn là gặp hên không. Mà không hiểu sao á, mấy hôm nay gặp xui quá. Hên là nhờ này đúng không? Trời ơi, chân nhân bất độ tướng. Anh là cao thủ trong giới cờ bạc hả? Chiêu của em anh cũng bắt bài được hả? Chơi dữ thiệt chứ. Chơi cái đầu cậu. Khổ ghê á. Không lẽ anh em bây giờ anh tính toán em mấy tô phở hả? Nè nè nè. Tôi nói thiệt với cậu nha. Nếu mà cậu Phong tính tiền luôn cho cậu á hả, cái tiền thiếu của cậu á, dám mua được cái nhà thiếu gì mà mấy ngàn tô à. Trời ơi, dì Tám nói quá. Người ta thiếu có ngàn mấy và hơn mấy ngàn. Cậu có ghi sổ hả? Trời ơi, phải nhớ chứ, cho dù mình thiếu mình còn cái sĩ diện mình còn phải nhớ chứ. Trời ơi, để nhìn nó qua bên đi. Anh ăn cái này nè. Hồi nãy kêu tô đặc biệt, thiếu chén thịt. Ê mập. Dạ. Cái tô này á không có tính tiền, nhưng mà cái chén thịt này á là tính tiền. Mà tiền á sẽ tính vô mày. Tao ghi sổ, cuối tháng lãnh lương tao trừ. Không sao, anh ăn là em vui rồi. Trời ơi. Tôi nói thật, để cho cậu tu tính mà làm ăn. Cậu không nghe ông bà xưa người ta nói hả? Cờ bạc là bát thằng bần. Có bao giờ ai giàu lên nhờ cờ bạc không? Anh á là anh rể của em. Anh á cũng phải hiểu là trong dòng họ của em đâu có ông bác nào tên bần đâu, đúng không? Với lại á, chẳng qua là xui thôi. Chứ nhớ lại mấy bữa trước đi, em thắng quá trời. Em mua bánh kẹo cho tụi nhỏ anh không nhớ hả? Em công nhận anh nói đúng. Tại bữa em có ăn ké. Em làm chứng. Ủa, mà hôm nay chị Hai không ra quán hả anh? Chị cậu á, chắc hẹn gặp bạn bè gì đó. Tôi cũng không biết nữa. Nè, phải anh không vợ? Giờ anh đi đâu mà anh cũng không biết nữa hả? Nè, bộ anh có bà nào rồi đúng không? Bây giờ anh chán chị tôi rồi phải không? Anh không thèm quan tâm chị tôi đúng không? Tôi nói cho anh nhớ,
Chị hại tôi mang nặng đẻ đau. Sinh cho anh ba đứa con, đứa nào cũng xinh xắn như thiên thần hết. Anh mà đối xử tệ bạc với chị của tôi hả? Tôi xử đẹp anh đó. Là tôi tôn trọng quyền tự do của chị cậu, tôi mới không tra hỏi thôi. Cậu thấy đó, tôi quần quật suốt ngày ở quán phở, có bà nào được. Anh nói mà không biết ngượng miệng. Ở đây có hai bà ngồi chần giận kìa. Hả? Cái thằng mất dịch, nói gì nói, chừa tao ra nha. Tao già rồi nghe mày. Giỡn chút xíu thôi, chứ anh rể của con á đâu có thiếu tình mẫu tử đâu, đúng không Tám? Anh Phúc, anh muốn nói gì gì Tám cũng được hết trơn á, nhưng mà còn em là của anh đó nha. Em nói là anh phải tin chứ. Anh hoàn toàn tin em luôn. Anh rể của anh á, mắt thẩm mỹ đâu có đến nỗi tệ đâu, đúng không? Quê chưa con mập. Ê, anh chê em xấu đó hả? Cái đó là em nói à, anh không có nói à. Đưa đây, không cho ăn luôn. Gì vậy? Mới cho tao mà. Không cho ăn luôn á. Đây coi. Đây. Không, của em, đây. Của em mà. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Của em mà. Đưa đây. Bà của tôi. Rồi. Anh ơi, anh ơi, em nè. Đi với em không anh? Anh ơi, chạy đi với em đi. Anh đi với em nha. Mẹ ơi, sao có nhiều cô đứng đón xe vậy mẹ? Nhóc con khờ quá. Tụi cô đứng đón khách chứ đón xe gì. Thôi nha, ở đây có trẻ nhỏ mà, mình vừa phải thôi. Nhìn hai mẹ con nó là biết bụi đời rồi. Biết đời sớm chút cũng tốt chứ sao, đúng không? Ngồi đi. Đi vô. Đi con. Anh đi không anh? Em. Kêu mày kìa. Em hả? Anh ơi, hai đứa mình đi chơi nha. Bao nhiêu? Giá cũ. Lên xe đi. Bye. Mẹ sẽ cố gắng làm việc, dành dụm tiền, rồi mẹ sẽ thuê một cái phòng nhỏ. Mẹ không để con ngủ ở đây hoài đâu. Con ngủ ở đâu cũng được hết á, con chỉ cần mẹ bên cạnh con thôi ạ. Con sẽ cầu xin ba phụ hộ cho con lớn thiệt nhanh, để con kiếm tiền nuôi mẹ, để mẹ không phải cực khổ nữa. Con nghĩ được như vậy thì mẹ tin dù ba đang ở nơi đâu thì cũng sẽ phù hộ cho mẹ con mình. Thôi trễ rồi, con ngủ đi nha. Dạ. Để mẹ hát ru cho con ngủ nha. Dạ. Thank you.
em đi chơi thì cũng phải chừng mừng một chút. Cái gì mà ngày nào cũng về khuya lắc khuya lơ như vậy? Sao hôm nay quan tâm tới tôi dữ vậy? Bé Phương nó còn nhỏ, làm mẹ mà đi hoài vậy không có được đâu. Anh không có muốn hàng xóm người ta dị nghị, nó ra nó vô lại bỏ bê con cái. Dị nghị? Nè, em nhỏ tiếng chút được không? Để cho má với con ngủ kìa. Nói tới nói lui, suốt ngày cũng là anh sợ hàng xóm dị nghị. Anh có bao giờ coi tôi là vợ của anh không? Tôi có chồng mà cũng như không, nên tôi phải tìm bạn bè để giải khuây chứ. Chẳng lẽ tôi ôm con khóc thầm suốt đêm? Tại sao cô cứ nhắc chuyện cũ vậy? Bao nhiêu lâu nay tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng người cha trong gia đình. Tôi vẫn chăm lo cho em và con đàng hoàng mà. Đúng rồi, anh rất trách nhiệm, anh rất chu toàn, anh không có chê trách vào đâu hết. Nhưng mà cái tôi cần không phải là trách nhiệm của anh, mà là thứ khác, anh hiểu không? Đủ chưa? Lấy thêm miếng này cho tôi. Sao mấy bữa nay lấy thịt ít quá vậy? Ở cuối chợ có mở thêm một quán phở, cạnh tranh quá, khách họ cũng tản ra. Tôi gửi anh. Chú ơi, chú rớt tiền nè chú. Tiền của chú nè. Chú cảm ơn con nha. Thằng nhỏ ngoan ghê, bây giờ gặp mấy đứa khác là nó lụm mất tiêu rồi. Dạ, mẹ con có dặn là không được tham của rơi, lượm đồ của người khác thì phải trả lại. Với lại đồ của người ta mình không được quyền lấy. Con như vậy mới ngoan đó. Nè, tiền này là chú cho con nè, con đi mua bánh ăn đi. Dạ, thôi con không lấy đâu chú. Sao vậy? Chú cho thì con lấy đi. Mẹ con thằng nhỏ tội nghiệp lắm, ngày nào cũng vô chợ làm ba cái chuyện lặt vặt không à. Nè, con nè, tiền này á là chú cho con, con đâu có xin ai. Con cất đi, chắc mẹ con không la đâu. Con lấy đi. Nhưng con phải xin phép mẹ, không là mẹ con la á. An, con đi con. Chuyện gì vậy con? Dạ, con thấy tiền của chú làm gớm, con lượm trả cho chú. Chú cho tiền con mua bánh mà con chưa có lấy, con phải xin phép mẹ. Diệu à, Diệu, bao nhiêu lâu nay em đi đâu? Sao lại ra nông nổi này? Chuyện của em bây giờ không có liên quan gì tới anh hết. Đi con. Dạ. Diệu. Ê, thật đẹp. Cảm ơn anh. Diệu. Mà sao mình phải chạy? Chú là bạn cũ của mẹ, nhưng mẹ không thích gặp chú. Sao con lại đi lượm mấy cái thứ này? Mẹ đã dặn con ngồi yên ở góc chợ rồi mà. Dạ, có cô kia cổ nói với con lượm cái này bán cho cổ, rồi cổ cho con tiền. Con chỉ muốn kiếm tiền phụ mẹ. Mẹ, mẹ cho con lượm cái này nha. Cái này người ta bỏ rồi con mới lấy, chứ con có tự ý lấy. Con không có đủ sức với mấy cái bao đó phụ mẹ. Ngày nào con cũng thấy tay của mẹ bị bầm, bị chày hết. Mẹ, mẹ cho con lượm cái này được tiền. Có tiền rồi, mẹ giá kết bao rồi nha mẹ. Mẹ xin lỗi con.
mẹ không lo cho con được đầy đủ, để con phải khổ cùng với mẹ. Con không sợ khổ, con cũng không sợ đói nữa, con chỉ cần mẹ ở bên cạnh con thôi. Còn bánh mì nha. Con ăn mẹ đi. Để cho con lượm dây chai trong lúc chờ mẹ nha. Nhưng mà con chỉ được lượm xung quanh đây thôi nha, không có được nghe lời người khác đi lung tung đó biết chưa? Dạ con biết rồi. Mẹ, mẹ ngồi xuống ăn đi mẹ. Mẹ. Ừ? Có phải cái chú hồi nãy là mẹ quen trên đây không? Chú đó là người xấu hay sao mà mẹ không muốn gặp chú vậy? Không phải đâu con, chú với mẹ là bạn học, nhưng mà chơi chung với nhau không có hợp, giống như con với bạn Tèo ở dưới quê vậy đó. Mẹ không có muốn gặp lại chú nữa. Mai mốt con có thấy chú, con nhớ tránh chú, đừng có để chú thấy con nha. Dạ con biết rồi. Con ăn đi. Dạ. Của cô nè. Dạo này anh thấy em làm việc cực quá. Dạ có gì đâu anh. Sáng giờ anh Ba Bình chạy được nhiều cuốc chưa? Anh chạy được vài cuốc rồi, đủ để cho anh cưới vợ nuôi con. Dạ cô nào may mắn mới được anh Ba Bình cưới đó nha. Thì có người trước mặt đây nè Diệu. Mà sao Diệu cứ thờ ơ với anh hoài? Diệu cứ như vậy làm anh buồn ghê. Anh có giỡn hoài. Anh có giỡn đâu, anh nói thiệt đó chứ. Em có người yêu rồi. Anh Ba Bình đừng có giỡn như vậy, kỳ lắm. Có người yêu nhưng mà chưa có cưới thì Ba Bình này vẫn có quyền tham gia chứ. Anh nói như vậy em thấy có đúng không? Ba Bình, chở tôi lên sấm trên coi. Dạ. Có đi không? Có. Lẹ đi. Bao nhiêu tiền vậy Diệu? Dạ 5,000. Em cảm ơn anh ủng hộ quán em nha. Ừ. Thôi anh đi nha Diệu. Dạ. Anh đi nha. Lẹ đi. Ê Diệu. Dạ. Hôm nay ngày trai mà quán mình đông khách ghê luôn á. Dạ. Ừ, mệt muốn chết luôn á. Diệu. Ừ? Em mệt rồi, em nghỉ chút đi. Diệu, em mệt rồi, em nghỉ chút đi, có người sốt kìa. Trời, tám này. Tám gì? Tôi già rồi, không ai quan tâm tôi buồn chứ. Tiền phở nè anh. Anh thấy sáng giờ em lu bu, có được nghỉ chút nào đâu. Em nghỉ đi, để làm cho. Thôi em làm được mà. Để làm cho. Anh Phong, đích thân em á mang bánh phở tới cho anh nè. Anh thấy tươi ghê chưa? Chứ để cho mấy đứa nó chạy giao vòng vòng á, tới quán anh bánh phở sao còn ngon nữa. Bán sao cho đông khách được. Cảm ơn cô Tuyết nha. Dạ. Cái này mới đáng cho anh cảm ơn em nè. Cái gì vậy cô Tuyết? Bánh phở của quán anh á là em ưu tiên chế biến, ngon hơn tất cả các quán khác đó. Cô Tuyết đâu cần phải làm vậy. Sao lại không? Người ta có quyền thích làm sao thì làm, theo ý của người ta chứ. Là bánh phở của người ta mà. Cô Tuyết làm vậy á, tôi biết trả ơn cô Tuyết như thế nào đi. Có cách cho anh nè. Ngoài rạp đang có bộ phim hay lắm. Tối nay anh với em đi coi nha. Quán phở nhiều việc quá. Cảm ơn cô Tuyết nha, chắc tôi đi coi không được đâu. Quán phở của anh á, thiếu gì người. Anh kêu họ làm là được rồi, đâu phải việc gì anh cũng phải tự làm đâu. Với lại tôi cũng không thích coi phim lắm. Cô Nga nhà tôi nó rảnh lắm, cô Tuyết rủ Nga đi đi nha. Nga, nó đi chơi với bồ nó, chứ đi với em chi. Nhưng mà tôi không thích đi coi phim. Tôi chết, tôi đang lỡ tay nồi nước lèo. Cô Tuyết ngồi chơi nha. Chị Tuyết ngồi chơi uống nước. Thôi khỏi. Anh Phong. Vậy thôi, em về nha.
khi nào mà anh rảnh á thì em ghé chơi nha. Nhớ nha anh. Cậu ơi, cậu Phong, cậu né vậy hoài không phải là cách hay đâu nghe cậu. Bộ cậu không muốn buôn bán nữa hả? Cậu cũng biết mà, cả cái vùng mình nè chỉ có một cái lò bánh phở thôi. Mà lò bánh phở đó ở đâu? Nhà cổ làm, nhà cổ cũng có một mình cổ là con gái thôi. Mà cái này mới ghê nè, cổ con gái nha, mà cổ biết học cách pha bột để làm bánh phở nè. Cậu nghĩ coi có ổn không đó nha. Dì Tám nói cũng đúng. À, Diệu nè, hay là cuối tuần này em về gặp má với anh nha. Bác hay ra quán, em gặp hoài mà. Về nhà chi anh? Gặp ở quán á, với gặp ở nhà khác nhau. Anh muốn phải dứt khoát mới được. Em hiểu ý anh mà, đúng không? Má cứ thúc ép anh cưới Tuyết. Mình gặp má, nói cho má biết rằng là tụi mình thương nhau. Anh sẽ xin má cưới em. Nhưng mà em sợ. Anh biết tính của má anh, nhưng mà mình phải cố gắng thuyết phục về tình yêu của tụi mình. Cậu Phong nói đúng đó. Cậu Phong á thì né cô Tuyết, còn con á thì tránh cậu Phong. Gì thì gì, con á sớm muộn gì cũng phải gặp bà chủ thôi. Bộ á, bộ con không muốn danh chính ngôn thuận với cậu Phong sao? Tránh hoài sao được. Nhẹ. Nè, cái đồ nghèo mặt hạng như cô á, ai mà không toan tính để gả vô nhà giàu? Để một bước lên tiền hả? À, em quên không? Má, coi coi, bên người ta đánh con kìa. Thằng Phong, bà thấy không? Nó xúc phạm người ta như vậy có đáng đánh không má? Mày mới là cái đứa đáng bị đánh đó. Có cơn mưa rào rơi ngang môi cười cho anh Phong, bước mẹ về. Anh phải hiểu cho em gấp gánh lối không xưa. Dễ để nói ra với anh những lời như vậy thêm, đời mẹ phải hiểu hơn ai. Gia đình anh chỉ vì có sự xuất hiện của em đã làm xáo trộn mọi thứ. Mấy người làm cái gì vậy? Thả anh ấy ra, buông ra, không tôi báo công an bây giờ đó. Thả ra Diệu. Anh Phong, con Diệu nó bỏ đi rồi cậu Phong ơi. Đây là cái thơ, nó nhờ tôi đưa cho cậu. Sao vậy? Chị Bông, chị coi cô uống miếng nước vô đi. Chị Bông, từ bây giờ quán phở của anh tạm thời đóng cửa cho đến khi chúng tôi tìm ra nguyên nhân gây ngộ độc cho khách. Anh ký vào biên bản này. Dạ, có cách nào để quán phở của tôi tiếp tục bán được không? Chứ cả nhà tôi chỉ còn nhờ vào quán phở này thôi. Không được. Việc cần làm bây giờ là anh phải thăm hỏi khách hàng bị ngộ độc và thanh toán viện phí cho họ. Để họ không kiện cáo thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Một phần nữa là anh phải tìm ra được người chịu trách nhiệm cho vụ việc này. Bà Tám. Dạ. Tôi mới thấy bà nói chuyện gì với con Diệu phải không? Đâu có đâu. Chắc cô nhìn lộn rồi đó. Tuôn có. Anh Phong. Diệu à, Diệu. Anh Phong, thu tôi ra. Anh Phong, mày biết cái này là cái gì không? Đây là lần cuối mày mà không làm theo ý của gia đình mày là tao tạt axit đó.